Chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập về ứng dụng bất đẳng thức Cauchy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng. Trên cơ sở những tiết học trước thì tiết học này chúng ta lại tìm hiểu thêm một số cái dạng bài toán nữa về tìm min của tổng bằng bất đẳng thức Cauchy. Bây giờ chúng ta chuyển sang dạng 6. Dạng 6 là cho xy lớn hơn 0, y chạy từ 1 đến n, thỏa mãn điều kiện là sigma y chạy từ 1 đến n xy mũ k bằng q là hằng số. Tôi thỏa mãn điều kiện ràng buộc tổng lũy thừa bậc k của xy bằng q hằng số. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng S bằng sigma y chạy từ 1 đến n xy mũ m, trong đó m lớn hơn k, k lớn bằng 1. Tất nhiên ở đây thì thông thường người ta cho mk là các số tự nhiên. Mk là các số tự nhiên. Thế thì với bài toán này thì chúng ta có thể nêu được cái lược đồ tổng quát như sau. Thế ta phân tích này. Ta nhìn ở đây là ta tốt nhất là chúng ta cho cái này bằng n này nhân với quy mũ k này cho nó tiện. Cái hằng số quy thì bằng n nhân quy mũ k cho nó tiện. Chúng ta nghĩ ngay đến cái việc là cái min thì sẽ đạt được giống bằng khi x1 bằng x2 bằng xn bằng q nhỉ. Cho x1 bằng x2 bằng xn thì bằng n nhân q. Thì ta với dự đoán min của S đạt được khi x1 bằng x2 bằng xn bằng q. Đấy là cái cách dự đoán. Và chúng ta nghĩ đến việc là dùng bất đẳng thức Cauchy hạ bậc m xuống bậc k. Muốn hạ bậc m xuống bậc k thì phải là khai gì nhỉ? Khai cái căn thức sau đây. Căn bậc m mà muốn có mũ k thì xy mũ km. Vậy thì muốn cái này này, muốn có cái xy mũ km thì bằng k số bằng nhau, mỗi số bằng bao nhiêu? K số bằng nhau. Như vậy thì trong đó thì có k số bằng xy mũ m. K số bằng xy mũ m này, các em nhìn này, xy mũ m này là k số này. Mà chúng ta muốn có căn bậc m thì áp dụng Cauchy cho m số. Vậy thì m trừ k số, m trừ k số còn lại phải bằng gì nhỉ? Q mũ m, đúng nhỉ? Vậy thì nếu như ta áp dụng Cauchy cho m số trong đó k số bằng xy mũ m và m trừ k số bằng q mũ m thì sẽ hạ bậc m xuống bậc k, hạ m xuống bậc k và có cái ràng buộc là cái này. Thì chúng ta sẽ có ràng buộc thỏa mãn yêu cầu. Từ đó, đây là cách phân tích để đi đến lời giải. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải như sau. Lời giải này. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy
cho em mở số, mở số dương thì ta có này, k nhân với x y mũ m cộng với m trừ k nhân với q mũ m, thì theo bất đẳng thức Cauchy cho m số thì lớn bằng m nhân với căn bậc m của x y mũ km nhân với q mũ m trừ k nhân với m. Hay, tương đương. Tương đương. K nhân x y mũ m cộng với m trừ q nhân với q mũ m lớn hơn hoặc bằng m nhân q mũ m trừ k nhân với x y mũ k. Đấy. Bây giờ ta mới cộng với. Thứ hai là cộng với các bất đẳng thức. Các bất đẳng thức cùng chiều thì ta được bên này là k nhân với s, k là sigma y chạy 1 cộng với n nhân với m trừ q nhân với q, à m trừ k nhé, cái này m trừ k các em nhé, m trừ k nhân q mũ m sẽ lớn hơn m q mũ m trừ k nhân với sigma y chạy từ 1 đến n x y mũ k. Và sau khi áp dụng đẳng thức ràng buộc, cái này là bằng q mũ k thì chuyển về và biến đổi thì suy ra s sẽ lớn bằng n nhân với q mũ m. Bây giờ chúng ta mới xét dấu bằng. Xét dấu bằng thì xảy ra khi và chỉ khi x y mũ m bằng q mũ m với y chạy từ 1 đến n và ràng buộc là sigma y chạy từ 1 đến n x y mũ k bằng n nhân với q mũ k. Giải cái này dễ dàng thấy được x y bằng q với y chạy từ 1 đến n. Từ đây chúng ta có kết luận là xong. Như vậy rõ ràng là bất đẳng thức Cauchy có thể dùng để hạ bậc lũy thừa bậc cao xuống lũy thừa bậc thấp hơn nó với trên cơ sở ta phân tích để có trước dấu bằng. Bây giờ chúng ta nêu một vài ví dụ minh họa cho cái dạng 7. À, dạng 6 chứ nhỉ. Ví dụ 1 là cho A, B, C dương, A bình cộng B bình cộng C bình bằng 12. Tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của S bằng A mũ 5 cộng B mũ 5 cộng C mũ 5. Thế thì theo cái cách phân tích ở trên thì ta cứ nêu lời giải như sau. Lời giải ta cho A bằng B bằng C và kết hợp điều kiện A bình bằng cộng B bình cộng C bình bằng 12 thì suy ra là A bằng B bằng C bằng 2. Như vậy là chúng ta, đây là bước phân tích thôi để khớp số bằng này. Thế bây giờ áp dụng bất đẳng thức Cauchy để hạ bậc 5 xuống bậc 2 thì cái phải là 2 lần A mũ 5 mới ra A mũ 10, ra xuống khai căn bậc 5.
Như vậy ta được này, 2 lần A mũ 5 thì phải là 3 lần 2 mũ 5. Cô suy cho 5 số lớn 5. Căn bậc 5 của A mũ 10, 2 mũ 15. 2 mũ 15 thì mà 2 mũ 3 là 8 bằng 40 A bình phương. Hoàn toàn tương tự, 2 lần B mũ 5 cộng 3 nhân 2 mũ 5 lớn hơn 40 B bình phương. Rồi 2 lần C mũ 5 cộng 3 nhân 2 mũ 5 lớn bằng 40 C bình phương. Cộng vế vào. À, cộng vế vào. Vậy thì suy ra 2 lần S cộng 6 nhân với 2 mũ 5 lớn bằng 40 nhân với A bình cộng B bình cộng C bình. Và cái này bằng 12 nhỉ. Cái chỗ này là 40 này. Các em nhìn này. 8 5 40 là bằng 40 nhân với 12. Vậy A bình cộng B bình cộng C bình. Cuối cùng suy ra S sẽ lớn hơn hoặc bằng 96. Giải ra S lớn bằng 96. 2 mũ 5 bằng 32 nhân với 3 bằng 96. Ta xét dấu bằng là S bằng 96 thì dĩ nhiên là gì nhỉ? S bằng 96 khi và chỉ khi A bằng B bằng C bằng 2. Đến đây thì chúng ta có quyền kết luận min của S bằng 96 còn khi A bằng B bằng C bằng 2. Đây là một cái ví dụ rất là đơn giản, là rõ ràng là chúng ta sử dụng Cauchy để hạ bậc 5 xuống bậc 2 nếu ràng buộc của nó là bằng bậc 2. Bây giờ chúng ta thêm một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ 2. Cho A cộng B cộng C bằng 0. Yêu cầu là chứng minh rằng 8 mũ A cộng 8 mũ B cộng 8 mũ C lớn hơn hoặc bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C. Chúng ta nhớ lại rằng đây là cái đề thi Đại Quốc gia năm 2000 nhỉ. Thế thì ở đây thì 8 mũ A thì bằng 2 mũ A tất cả mũ 3. Vậy thì chúng ta hạ bậc 3 xuống bậc 1. 8 thì bằng 2 mũ 3, bằng 3 bằng 1. Nếu cho A bằng B bằng C bằng 0, A bằng B bằng C bằng 0, thì các em để ý cho thầy rằng là thì lúc này là 2 mũ A bằng 2 mũ B và 2 mũ C bằng 1. Vậy thì áp dụng Cauchy cho 3 số để hạ bậc 3 xuống bậc 1 thì ta chỉ việc áp dụng Cauchy là gì nhỉ? 8 mũ A cộng với 1 cộng với 1 lớn hơn hoặc bằng 3 căn bậc 3 của 8 mũ A bằng 3 nhân với 2 mũ A. Hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự. Thì 8 mũ B cộng với 1 cộng 1 là cộng với 2 lớn hơn bằng 3 nhân 2 mũ B. Bất cứ tương tự là 8 mũ C cộng với 2 lớn bằng 3 nhân 2 mũ C. Chúng ta đem cộng vế ba bất được thức cùng chiều thì chúng ta sẽ suy ra được là 8 mũ A cộng 8 mũ B cộng 8 mũ C cộng với 6 lớn bằng 3 nhân với 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C. Ở đây là có cái số 8 mũ A đây số 1 thì ta tách ra cái này bằng 3 bằng 2 cộng 1. Thì ta cứ viết cái này bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C cộng 2 nhân với 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C.
Ở đây là xuất hiện số 6, ta áp dụng cosi cho ba số này, ba số thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C cộng 6 căn bậc 3, 2 mũ A nhân 2 mũ B nhân 2 mũ C thì bằng 2 mũ A cộng B cộng C. Những A cộng B cộng C bằng 0 thì 2 mũ 0 bằng 1. Như vậy cái này sẽ bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C cộng với số 6. 8 mũ A cộng 8 mũ B cộng 8 C cộng 6 lớn bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C cộng với 6. Cho nên cái này sẽ tương đương với bất định thức cần chứng minh, đó là 8 mũ A cộng 8 mũ B cộng 8 mũ C lớn bằng 2 mũ A cộng 2 mũ B cộng 2 mũ C. Đây chính là bất định thức cần phải chứng minh. Và dĩ nhiên dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C bằng 0 thì qua về khớp dấu bằng. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái việc minh họa cho cái việc sử dụng bất đẳng thức Cauchy tìm giá trị nhỏ nhất của một tổng các lý thừa bậc cao với điều kiện ràng buộc là tổng các lý thừa bậc thấp của chúng không đổi. Bây giờ chúng ta sang cái dạng thứ 7 về cái tìm giá trị nhỏ nhất, dạng 7. Dạng 7 nội dung của nó như sau. Cho x xì y dương, y chạy từ 1 đến n và thêm điều kiện là x1 nhân x2 nhân xn bằng q không đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng S bằng x1 mũ m chia cho a1 A2 AM-1 cộng X2 mũ M chia cho B1 B2 BM-1 cộng vân vân cộng với XN mũ M chia cho C1, C2, CM-1. Trong đó, cái bộ này, AI, BI, CI là các tổng đối xứng của x1, x2, xn. Ở đây là chỉ số y chạy từ 1 cho đến m-1. Thì đây là cái bài toán mà tương đối là khó đối với bài này. Như vậy ở đây là bậc m này, chia chỗ này là nếu tính ra là mỗi bậc nhất thì đây là bậc m-1, đúng nhỉ? Bây giờ trước hết là chúng ta nêu một cái ví dụ. Cho A, B, C dương và A nhân với B nhân với C bằng 8. Tìm giá trị nhỏ nhất, tìm min của S bằng A mũ 3 chia cho B cộng C nhân với B cộng 2C cộng B mũ 3 chia cho C cộng A
nhân với C cộng 2A cộng C mũ 3 chia cho A cộng B nhân với A cộng với 2B. Đấy. Như vậy ở đây có hai cái bộ, đây là bộ này A1, B1, C1 là B cộng C, C cộng A, A cộng B. A2, B2, C2 là B cộng 2C, C cộng 2A, A cộng 2B. Thế thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc là đánh giá làm sao cho nó mất mẫu. Mất mẫu thì A mũ 3 chia cho cái này thì bằng B cộng C chia cho alpha và B cộng 2C chia cho beta. Đúng nhỉ? Và ta nghĩ ngay đến việc là chọn là A bằng B bằng C. Thì ta mới chọn alpha beta. Nào, đây bây giờ ta mới chọn alpha beta sao cho này. A mũ 3 chia cho B cộng 2 cộng với C nhân với B cộng 2C bằng B cộng C chia cho alpha bằng B cộng 2C chia cho beta. Đấy. Thế thì đây ta mới nháp cái này, ta mới tìm ra được ngay này. Chuyển sang cái này là 2 nhân với 3 là 6. Thì chỗ này là A trên 6 bằng 2A trên alpha trên alpha bằng chỗ này là bằng 3B 3A trên beta. Như vậy từ đây ta giải được alpha bằng 12, beta bằng 18. Đúng không? Như vậy đến đây thì chúng ta nghĩ ngay đến việc áp dụng Cauchy cho ba số để đánh giá như sau. Trình bày lời giải. Áp dụng Cauchy cho ba số. Nào. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số. Thì ta được này. A mũ 3 trên B cộng C. A mũ 3 chia B cộng C nhân với B cộng 2C cộng chỗ này là B cộng C trên 12 cộng C cộng với B cộng 2C trên 18. Thì theo với thức Cauchy thì lớn hơn hoặc bằng này. Nhân cái này là hết. Nhân với cái này là 3 này. Căn bậc 3 của A mũ 3 chia cho 12 nhân với 18. 12 thì bằng 2 bình phương nhân 3. 2, 3 là 6. Như vậy cái này bằng A chia 2. Cái này bằng 6 mũ 3. A trên 2. Tương tự đối với hai cái cặp còn lại thì ta được là B mũ 3 chia cho C cộng A nhân với C cộng 2A cộng C cộng A trên 12 cộng C cộng 2A trên 18 lớn hơn hoặc bằng B trên 2. C mũ 3 chia cho A cộng B nhân với A cộng 2B cộng với A cộng B trên 12 cộng A cộng 2B trên 18 lớn hơn hoặc bằng C trên 2. Đến đây thì chúng ta chỉ việc cộng vế và sau một số biến đổi ta sẽ tìm được min ngay. Thế bây giờ thì chúng ta chỉ việc cộng vế các bất đẳng thức. Cộng vế các bất đẳng thức.
Thì chúng ta sẽ nhận được công thức là thế này là S cộng với, sau khi tính toán là A cộng B cộng C chia cho 3 thì lớn bằng A cộng B cộng C chia 2. Và đương nhiên biến đổi cái này sẽ tương đương S lớn hơn hoặc bằng A cộng B cộng C trên 6. Đến đây thì vì tích không đổi, ta áp dụng Cauchy cho 3 số dương lớn bằng 3 căn bậc 3 của A, B, C trên 6. A nhân B, C bằng 8, 8 khai căn lực là 2, 3, 6, cái này đúng bằng 1. Như vậy S lớn bằng 1. Ta xét S bằng 1 thì tương đương với hệ tương đối dài đây. Hệ tương đối dài này. A mũ 3 trên B cộng C nhân với B cộng 2C bằng B cộng C trên 12 bằng B cộng 2C trên 18. Còn thêm 3 phương trình nữa các em tự viết ra nhé. Nó tương tự. Và thêm cái điều kiện chỗ này này là A bằng B bằng C. Quan trọng là đoạn sau này. A bằng B bằng C. A bằng B bằng C. Và A nhân B nhân C bằng 8. Giải hệ này chắc chắn là ta được. Cái này sẽ tương đương được A bằng B bằng C bằng 2. Và đến đây ta kết luận là min của S bằng 1 khi A bằng B bằng C bằng 2. Thì các em tự kết luận. Vậy thì qua cái phân tích cái bài, cái ví dụ trên và qua cái lược đồ giải bài toán trên thì chúng ta nêu cái phương pháp chung đối với dạng toán này. Bước 1 là bước nháp, tức là nháp thì ta mới chọn này, chọn K1, K2, vân vân, KM trừ 1. Thỏa mãn điều kiện này nhá. Thứ nhất là ta cho X1 bằng X2 bằng vân vân bằng XN, cho các số bằng nhau. Và thêm điều kiện X1 mũ M trên A1, A2, vân vân, AM trừ 1 bằng bằng này A1 trên K1 bằng A2 trên K2 bằng vân vân bằng AN trên K, AM trừ 1 trên KM trừ 1. Rõ ràng là do cái đẳng thức trên thì thay vào đây nó tỷ lệ với x 1 thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được K1, K2, KM trừ 1, đúng không? Sau khi nháp xong thì bước 2 là trình bày lời giải. Thì ta chỉ việc áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho M số. Cho M số là X1 mũ M chia cho A1 nhân A2 nhân AM trừ 1 cộng A1 trên K1 cộng A2 trên K2 cộng vân vân cộng AM trên M trừ 1 trên KM trừ 1 theo áp dụng Cauchy thì lớn hơn hoặc bằng P nhân x1. Tương tự như vậy, x2 mũ m chia cho b1, b2, bm trừ 1 cộng b1 trên k1 cộng
B2 trên K2 cộng vân vân cộng BM trừ 1 trên KM trừ 1 lớn hơn PXY2 vân vân. Cuối cùng là XN mũ M trên C1 C2 CM trừ 1 cộng C1 trên K1 cộng C2 trên K2 cộng vân cộng CM trừ 1 trên KM trừ 1 lớn hơn P XN. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cộng với thì ta suy ra được S sẽ lớn hơn hoặc bằng K lần X1 cộng X2 cộng XN. Sau đó áp dụng Cauchy thì lớn bằng NK căn bậc N của Q, vì cái tích này là bằng Q, bằng số. Cuối cùng là ta mới xét dấu bằng và suy ra được kết luận là sao? Như vậy rõ ràng là cái bài toán này tuy nó là cái biểu thức mà tương đối phức tạp, nó có thuật toán đàng hoàng. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải nắm được cái dạng bài và kỹ thuật tương ứng với từng loại bài. Thì việc làm bài toán nhỏ nhất bằng bất định thức Cauchy nó cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Các em học sinh thân mến, như vậy qua 3 tiết học vừa rồi thì thầy với các em đã cùng nhau tổng hợp một số kiến thức cơ bản về bất định thức Cauchy, đồng thời thầy đã tổng kết cho các em một số dạng bài thường gặp về tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bằng bất định thức Cauchy. Cũng giống như các tiết học trên thì lời khuyên các em ôn tập phần này là nắm vững kiến thức cơ bản về mặt lý thuyết cộng với các dạng bài, thì các em cần phải nắm được bài cụ thể. Và cách ôn tập là qua bài tập và nghiên cứu kỹ ví dụ của thầy, làm từ việc phân tích cũng như là việc trình bày lời giải. Khi đã nắm kỹ từng ví dụ thì chúng ta luyện tập theo bài tập hướng dẫn. Và trong từng loại bài này, nếu em nào mà đã hiểu sâu sắc thì có thể tạo ra những bài tập mới để tự mình luyện tập. Với cách ôn tập này thì thầy tin tưởng rằng việc áp dụng bất định thức Cauchy để tìm bài toán cực trị min của tổng không còn là vấn đề khó khăn. Chúc các em ôn tập thành công. Chào các em.